chuyên mục giải đố đu trên cùng idol lại tới rồi đây. Bạn đã sẵn sàng phá đảo vũ trụ TikTok cùng chị Kính trong video ngày hôm nay chưa nhỉ? Like video đi, rồi mình bắt đầu ngay cho nó nóng nào. Câu 1, bình luận nhanh tên bài hát của trên này nhá. Khi cơn mưa sắc không nhìn dòng người bên em trong những đêm mưa tuôn rơi, em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như đôi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương. Câu mở đầu đã là cái trend hot nhất nhì vũ trụ top top rồi. Xin mời những bạn đã có đáp án là bật tình yêu lên, comment nhanh tay cái đáp án xuống phía dưới video để chị Kính chuẩn bị quà cho bạn nhé. Xuất sắc quá nè. Trong người bên em trong những đêm mơ tuôn rơi, em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến vùng trời, đến vùng trời yêu thương. Câu 2, thế còn đây là chen gì nhỉ? Chỉ cần nhìn anh Hoa và chị Xin nhảy thôi mà cái bài Flower của Jisoo nó tự nhảy trong đầu không nhỉ? U là trời, bài này nó cuốn gì đâu á? Mê mê nha. Có ai đu trên này chưa? Cùng xem các idol đu trên này nhé. Câu 3, đây là trend gì ta? Lâu rồi nên là bạn quên cái chen bên trên tầng lầu hạ. Để chị xem cái trí nhớ của các bạn đến đâu nha. Chứ câu 3 mà sai thì câu 4 chưa chắc đã trả lời được đâu đấy. Em mơ đừng khóc, em mơ đừng khóc, mong đôi chút mắt sẽ em mơ đừng ngóng, mơ đừng chút em mơ đừng khóc. Câu 4, chen này ai biết thì comment. Quá chừng, có ai trả lời đúng không ta? Mà bạn trả lời đúng thì chị Kính có quà đó nha. Comment nhanh tay để nhận quà nào bạn yêu ơi. Đèn đi, trả lại tâm trí đây. Meo 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 meo, trả lại tâm trí tôi đây. Cứ như mẹ con tắm nắng trong khu vườn nhà rất trong lành có ông lòng em có anh. Câu 5, đố bạn biết chị Hạ Nhiên và chị Quỳnh Moon đang đu trên nào đấy? Trên 1. Trên 2. Hay trên 3. Me? Obsessed with you? Yes. Yes, I am. Cause I'm all about him, 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 and he's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about nobody. Trời trời, ai cho bà Quỳnh Moon uống lộn thuốc hay sao mà bà nhảy nhầy dữ hạ. Mà cái trend chị đẹp đang đu là trend 3 bạn nhé. Có ai đu trend này chưa? Comment nick TikTok để chị Kính vào thả tim nào. Me? Obsessed with you? It's all right. Yes. Yes, I am. Cause I'm all about him, 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 him. And he's all about me, 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 me. And we don't give a dang, 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 dang about no. Câu 6, 10 giây nghe nhạc đoán xem đây là bài gì? Úi giời, các pháp sư Việt Nam cứ phải gọi là đỉnh của chóp khi mà biến bài Thuyền Quyên hot dần dần trên vũ trụ top top. Bạn có thích bài hát này không? Comment tên bài hát mà bạn thích nhất trong vũ trụ TikTok và xem đến cuối video để xem bài hát mà bạn yêu thích có xuất hiện trong video ngày hôm nay không nhá.
nhìn hình này, bạn nghĩ ngay đến bài hát nào? Nhìn phát biết liền bài Hoa Cưới chứ cần gì nữa. Nhạc này choáy, đề nghị anh em đeo tai nghe, uống miếng nước, ăn miếng bánh để đú chén nhá. Rồi người rời bước thật mau, mặc vào tà áo đàn dâu, dòng lè người đang đổ sâu, lung linh hoa cưới trên đầu, lặng yên một chiếc thuyền hoa. Câu 8, nhạc nào cho cái trên này nhỉ? Nhạc 1. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóp phải bao giờ. Nhạc 2. Mấy bà nào mà hay nhảy theo trend thì nhanh nhanh mà đu cái trend này nhé. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóp phải bao giờ. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn bận qua. Bao trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình. Câu 9, bài hát này có tên là gì? Hey girl, hey girl. Hey girl, it's your song. I see that, but don't. Try to do the thing that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. Ôi, toàn tiếng Anh thế này thì có ai trả lời đúng là Hey Girl không ta? Công nhận là cái nhạc nó cuốn thật đấy. Thêm cái cắt cắt giật giật nữa thì hết sảy. Cùng nghe lại bài này nhá. Hey girl, hey girl, it's your song. I see that, but don't. Try to do the thing that you don't. Maybe it's your party, I just wanna play. That thing that's got me like wow. Tryna beat it up 12 rounds. Girl, look at that body, I just gotta say. When you back it up. When you drop it down low. When you pick it up. Girl, I'm ready to blow. I'ma stack it up. And I'm spinning it all. When I throw it up. Sinh ra được bao bọc nhưng lớn không bóp phải bao giờ. Thế giới này bao la và công nhận bạn có tài mà. Bao nhiêu lần đi á, bạn cứ bảo biện bạn bận qua. Bao trẻ sự nhút nhát, xong lại tự thù mình ở nhà. Câu 10, nhạc nào cho cái chén này vậy ta? Nhạc 1. Em nay đâu chỉ yêu mình anh đi. Và cơ sổ lấy cơ mây đen dò chéo. Và em đi có thuốc, chẳng cái gì là bô béo. Và khi mà người đàn ông của em phải nên lâm ly. Cũng là lúc anh ta đang cố nghe con tim anh thăm thì. Ok anh chân lòng với những gạt thì đừng với em. Nhạc 2. Mono chứ không phải là Sơn Tùng đâu ha.
mừng anh đã quay vào hôm mình lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Có ai nhớ cô gái Đồng Thị Dung không ta? Chứ tôi là mê bà này lắm luôn á. Nói câu nào là trend câu đấy. Ha ha, cùng xem một vài cái trend do bà tạo ra nào. Ôi trời, em ơi, đã là giải đặc biệt ấy thì đấy gì mấy con lô. Chúc mừng anh đã quay vào hôm mình lượt ngay nhỉ. Yêu thằng khác. Câu 13, bắt chen bắt chen, nhạc nào đây ta? Nhạc 1. Nhạc 2. Comment được xuống phần bình luận nha. Trả lời đúng thì có quà nè. Từ ngày qua đêm, từ đêm qua tôi cứ trôi qua ngày, ngồi một mình nơi đây. Giờ ngàn vạn anh em dù ở phương xa cũng như một nhà. From me sing with love. Muốn xem gì nhỉ? Bạn muốn chị làm về chủ đề nào thì comment mạnh tay nha. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Đừng quên nhận quà đến từ chị Kính bằng cách like video, subscribe kênh và comment đáp án đấy nhé. Mãi yêu.